Trong phiên làm việc sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua 12 nghị quyết, trong đó có một nghị quyết về chất vấn và một nghị quyết về nhân sự. Trong các dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025, nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề, việc thực hiện quy định pháp luật về mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10. Nghị quyết về chất vấn là điểm mới và lần đầu tiên được thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm, kỳ họp thứ 16 thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp